Bản tin VOA Express Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Trà My kính chào quý vị. Việt Nam triển khai quân đội quyết liệt khống chế Covid. Các dân biểu Mỹ hối thúc phó tổng thống nêu vấn đề nhân quyền khi thăm Việt Nam. Người dân Afghanistan vẫn tiếp tục tháo chạy, các nước hỗ trợ di tản. Và bây giờ là phần tin chi tiết. Nhà chức trách ngày 20 tháng 8 loan báo sẽ triển khai quân đội tại thành phố Hồ Chí Minh cấm dân rời khỏi nhà trong các biện pháp quyết liệt để khống chế COVID. Chỉ thị cứng rắn nhất của Việt Nam được đưa ra khi số ca bệnh và tử vong tăng đột biến, bất chấp các biện pháp phong tỏa kéo dài tại trung tâm kinh tế thương mại gần 9 triệu dân này, tâm điểm đợt bùng phát dịch chết người nhiều nhất tại Việt Nam. Chính quyền nói đang chuẩn bị huy động cảnh sát và quân đội để phong tỏa và cung cấp thực phẩm cho dân. Bộ Quốc phòng có kế hoạch gửi 1.000 quân y và thiết bị y tế vào cuối tuần, theo Reuters. Truyền thông nhà nước hôm 20 tháng 8 đưa tin, chính phủ cũng gia hạn các quy định hạn chế tại Hà Nội thêm 15 ngày. Việt Nam hiện báo cáo hơn 312.000 ca nhiễm và 7.150 ca tử vong vì COVID, phân nửa số ca nhiễm và 80% số ca tử vong ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện phân nửa dân số thành phố đã được tiêm ít nhất một liều vaccine. Kể từ khi có lệnh giãn cách, người dân đi rút tiền tại các ATM sẽ bị nhà chức trách xử phạt với lý do ra đường trong trường hợp không cần thiết. Hôm 18 tháng 8, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh có yêu cầu nên cho phép người dân đến ngân hàng. Ông Linh ý kiến. Quy định nhà nước hiện tại bây giờ cũng có nhiều cái gọi là bất cập. Thì nếu mà người dân người ta có nhu cầu vậy nên lực lượng chức năng á, nên có một cái biện pháp nào đó gọi là thả lỏng ra cho người ta một chút xíu. Tại hiện tại bây giờ thậm chí cả shipper đi chăng nữa đi ra đường á là giờ vẫn bị làm khó, là chỉ được giao trong quận, hễ là giao ngoài quận là một là cứ quay đầu, hai là do ghi biên bản phạt. Lực lượng chức năng thì nói là thậm chí mình đi ra rút tiền á, có nhiều người nói là hình mình chỉ là mang cái hình ảnh đi rút tiền để đối phó thôi, chứ thực chất là đi ra được không lý do, người ta đâu có biết là mình đi rút tiền hay là mình đi đâu đâu. Bây giờ người ta cứ chặn lại là làm khó mình. Từ hồi thành phố này liên tục gia hạn thời gian giãn cách thì các tiệm vàng cũng đóng cửa luôn, ông Bùi Sáng kể. Nghèo bây giờ là quá gian, mà bây giờ ra tiệm vàng bán không có được. Nhà nước mà không cho rút thì bà con rất là khó khăn trong việc xây sửa trong gia đình, rất là khó khăn trong mọi dân vấn đề. Bây giờ nhà nước cho giải thì anh em là bà con rất là mừng. Để có đồng tiền để xây sửa và chữa bệnh và có thể mua được mọi việc trong gia đình đỡ trong những ngày dịch bệnh như thế này. Đến ngân hàng hiện chỉ thuận tiện với người dân nào sống ở khu vực mà ngân hàng mình đang gửi tiền đó có trụ sở. Còn sống nơi bị phong tỏa có chốt chặn thì dẫu nhà băng ấy có gần bên, họ cũng vẫn khó thể đến vì nhà chức trách gọi đó là trường hợp không cần thiết. Ông Linh ý kiến. Xét theo cái tình người xíu là nếu mà người ta có công chuyện như là đi đưa đồ ăn hoặc là đi rút tiền để chi tiêu cho cuộc sống, mua cái này mua cái nọ, tại hiện tại bây giờ cách ly hai mươi mấy ngày nữa là người dân người ta đâu có tiền trong nhà đâu, người ta đâu có thủ sẵn nhiều tiền trong nhà, người ta phải để trong thẻ. Vậy là những ai có thói quen để tiền trong thẻ giờ đây đang rất khốn khó khi muốn được đi rút tiền, ông Sáng nói. Một thời gian giãn cách là bà con dùng tiền nó cũng hết rồi thì nó khô cạn đi kiệt đồng tiền. Bây giờ những nước như đấu lại chương trình giải thì bà con rất là bừng. Để có nhận đồng tiền đó về giải quyết trong công chuyện của gia đình hàng ngày như bệnh đau đớn của bất đắc dĩ. Đề xuất cho phép người dân đến ngân hàng hiện chưa rõ có được chấp nhận hay không, ông Linh bày tỏ nguyện vọng. Em cũng mong nhà nước mình giãn ra cho người dân tiếp thiếu. Thí dụ như là đi rút tiền thì mình nên xí xóa mình cho qua nếu mà người ta có cái lý do chính đáng hơn là thực phẩm. Thí dụ như nếu mà không có tiền thì làm sao mua thực phẩm, mà nếu mà không qua được chốt thì người ta đâu có tiền đâu. Mà thậm chí giờ shipper tụi em cũng đâu có vận chuyển được mấy cái vụ mà đi rút tiền giùm đâu, mà người dân phải tự đi. Nó hơi khó khăn là điều đó. Tình hình khó khăn này chưa dừng lại khi tin tức cho biết thành phố Hồ Chí Minh được yêu cầu từ chính phủ là phải siết chặt hơn nữa lệnh người dân không được ra đường. Các nhu cầu về thực phẩm hàng hóa sẽ được các lực lượng quân sự trách nhiệm cung ứng.
Hiện nay, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đang chích ngừa phòng COVID chủ yếu bằng vaccine Verocell của Trung Quốc vì các nguồn vaccine khác như AstraZeneca, Pfizer, Moderna trước đây được chích tại thành phố này vẫn đang chờ đợi được phân bổ. Ông Nguyễn Văn Úc nói rằng trong chuyện vaccine có nhiều thông tin trái chiều. Thành phố Hồ Chí Minh cũng công bố là vaccine đang cạn. Thì qua thời gian đó tôi chỉ là người dân thôi. Còn việc mà vaccine công bố là Bộ Y tế nói là còn nhiều vaccine, mà trong khi thành phố nói bây giờ vaccine đang cạn, cho nên vai trò của người dân đó là tôi chỉ biết là người dân thôi, là chỉ nghe nói là trong cuộc sống một ngày đó còn vaccine hay không còn vaccine, người dân cũng không thể nào mà biết được mà quan tâm được. Tại vì người dân sống trong thành phố đó, sống họ chỉ biết sống lo làm lụng làm ăn thôi, sống qua ngày ba bữa. Hình ảnh người dân chờ được chích ngừa như vậy hiện không còn bắt gặp nhiều nữa. Ông Bùi Công Khôi gay gắt ý kiến. Có thì nói có, không nói không, chứ mà nói để người dân người ta tin tưởng với, chứ mà cứ nói một đằng khoảng mà lẻo là không, người dân không tin tưởng nữa. Đăng ký bao nhiêu, tôi đăng ký đến lâu rồi mà còn chưa được tiêm, thì mà kêu có thì làm sao có, là có mà sao không tiêm. Nên tôi đề nghị là phải nói làm sao nói cho đúng, chứ có mà không cấp là không được, mà không cấp thì đừng có nói. Từ đầu tháng 8 đến nay, tin tức cho biết lãnh đạo nhiều tỉnh thành như Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế phân bổ vaccine để việc chích ngừa không bị gián đoạn trong bối cảnh nhiều lần gia hạn giãn cách đang đẩy đời sống chung vào kiệt quệ. Ông Khôi tiếp tục gay gắt. Cái này nếu như mà phản ánh cho đúng thì lỗi là lỗi của Bộ Y tế không chịu cấp. Mà kêu có rồi mà sao không cấp, chứ đâu phải đâu của thành phố đâu. Tôi là người dân bình thường, tôi nói có nghĩa là Bộ Y tế có thuốc thì lên cấp cho thành phố để cho người dân được tiêm, chứ giờ dịch nhiều nên giờ chỉ mong Bộ Y tế cấp cho thành phố để cho thành phố tiêm cho người dân. Tôi chỉ mong muốn thế thôi. Nếu mà vaccine của Trung Quốc là tôi không tiêm, chứ không phải người dân, là tôi là người dân tôi không tiêm đâu. Vì cái của thằng chốt tôi không thích. Ông Khôi cũng nói thêm rằng nếu như Bộ Y tế không đảm bảo được nguồn phân bổ vaccine thì cần có cơ chế để doanh nghiệp mua vaccine về và sẽ dành một tỷ lệ phần trăm nhất định để nhà nước chích cho những đối tượng ưu tiên, người yếu thế. Còn lại, doanh nghiệp sẽ tính đến chuyện chích dịch vụ. Chính dân biểu Liên bang Hoa Kỳ gửi thơ hối thúc Phó Tổng thống Kamala Harris nêu vấn đề nhân quyền và tù nhân lương tâm với lãnh đạo Việt Nam trong chuyến thăm từ ngày 24 tới 26 tháng 8. Dân biểu Alan Lowenthal, một người đồng ký tên trong thư, nói: "Trong khi Hoa Kỳ nên làm những gì có thể để hỗ trợ người dân Việt Nam vượt qua đại dịch toàn cầu, chúng tôi phải nói rõ rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục buộc chính phủ Việt Nam phải chịu trách nhiệm về những vi phạm nhân quyền của họ." Bức thư ngày 16 tháng 8 cũng đồng thời kêu gọi Hà Nội quan tâm tới việc tiêm vaccine COVID cho công dân Mỹ đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Thư đặc biệt kêu gọi Phó Tổng thống Harris đặt ưu tiên trường hợp các tù nhân lương tâm như Trần Huỳnh Duy Thức, Phạm Đoan Trang, Nguyễn Bắc Truyển, v.v. và yêu cầu Việt Nam phóng thích họ. Hôm 19 tháng 8, một quan chức cấp cao của văn phòng Phó Tổng thống cho biết, trong chuyến thăm Singapore và Việt Nam sắp tới, bà Kamala Harris sẽ tập trung vào ba vấn đề chính là sức khỏe toàn cầu, quan hệ đối tác kinh tế và an ninh. Và tại Việt Nam, bà sẽ gặp một số đại diện xã hội dân sự để nhấn mạnh sự chú trọng đối với việc hỗ trợ xã hội dân sự như một động lực thúc đẩy thay đổi xã hội. Hà Nội trước nay khẳng định ở Việt Nam không có tù nhân lương tâm mà chỉ giam giữ những người vi phạm pháp luật. Bà Kamala Harris sẽ là Phó Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên và cũng là quan chức cấp cao nhất trong chính quyền của Tổng thống Joe Biden tới thăm Việt Nam, dự kiến từ ngày 24 tới 26 tháng 8. Chuyên gia quan sát chính trường Việt Nam, giáo sư Carl Thayer của Học viện Quốc phòng Hoàng gia Úc nhận định với VOA rằng chuyến thăm của bà Harris sẽ đưa ra tín hiệu rằng chính quyền Biden ưu tiên mối quan hệ với Việt Nam trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Chuyên gia cao cấp Murray Hilbert của chương trình Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế USCIS nói với VOA rằng Việt Nam ngày càng trở thành đối tác quan trọng của Mỹ trong việc đẩy lùi các hành vi ngày càng quyết đoán của Trung Quốc ở Biển Đông. Nhiều người kỳ vọng chuyến thăm sắp tới của Phó Tổng thống Harris sẽ nâng cấp quan hệ Mỹ-Việt từ đối tác toàn diện lên chiến lược. Nhưng hai nhà nghiên cứu này đều cho rằng khả năng này khó có thể xảy ra, dù nhìn nhận rằng mối quan hệ giữa hai nước trên thực tế sâu rộng không kém gì với các đối tác chiến lược khác của Việt Nam như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Úc.
Quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ không cho biết liệu Phó Tổng thống Harris sẽ thảo luận hay công bố việc nâng cấp quan hệ đối tác với Việt Nam trong chuyến thăm này hay không, nhưng khẳng định rằng chuyến thăm là dấu hiệu của sự cam kết của Mỹ đối với một mối quan hệ mạnh mẽ hơn với Việt Nam. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Sau đây là phần tin thế giới. Israel đang mở rộng chiến dịch tiêm chủng ngừa COVID để trích thêm mũi vaccine tăng cường thứ ba cho người trên 40 tuổi và khuyến khích các giáo viên, nhân viên y tế, những ai chăm sóc cho người cao niên và thai phụ mọi lứa tuổi cũng tiêm tăng cường. Đây là mũi tiêm vaccine Pfizer thứ ba, theo Bộ trưởng Y tế cho biết ngày 19 tháng 8, hy vọng sẽ chặn đứng biến thể Delta. Luận báo được đưa ra một ngày sau khi Mỹ công bố kế hoạch tiêm tăng cường mũi vaccine thứ ba cho tất cả dân Mỹ vì dữ liệu cho thấy sự bảo vệ của vaccine sụt giảm. Israel từ tháng 7 đã bắt đầu tiêm liều thứ ba cho những người trên 60 tuổi, sau đó hạ mức tuổi tối thiểu đủ điều kiện xuống còn 50. Số người nhiễm đã tăng cao kể từ khi biến thể Delta xuất hiện. Thủ tướng Naftali Bennett muốn tránh một lệnh phong tỏa gây tổn hại cho nền kinh tế bằng cách khẩn trương tiêm mũi vaccine thứ ba cho dân. Tuy nhiên, các chuyên gia và các giới chức lo ngại rằng số ca nhiễm sẽ tiếp tục tăng. Khoảng 1 triệu người Israel chưa tiêm chủng. Những ca bệnh nặng cũng tiếp tục tăng, dù tỷ lệ bệnh nặng ở những người đã tiêm chủng hoàn toàn từ 40 đến 50 tuổi có thấp hơn nhiều. Pfizer nói, tính hiệu nghiệm của vaccine Pfizer sụt giảm theo thời gian và một liều thứ ba cho thấy số kháng thể trung lập cao hơn đáng kể. Tuy nhiên, các khoa học gia và các cơ quan chưa đồng thuận về sự cần thiết phải tiêm thêm một liều thứ ba. Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi hãy để cho những người dễ tổn thương nhất trên thế giới được tiêm chủng đầy đủ trước khi các nước giàu tiêm tăng cường mũi thứ ba cho dân. AstraZeneca ngày 20 tháng 8 tuyên bố liệu pháp kháng thể của công ty đáp ứng được mục tiêu chính là ngăn ngừa COVID-19. Đó là kết luận của một cuộc nghiên cứu giai đoạn cuối. Việc này giúp hãng dược Anh tiến tới khả năng đưa ra một giải pháp thay thế vaccine đối với những người có hệ thống miễn nhiễm yếu. Công ty cho hay hỗn hợp hai loại kháng thể này được khám phá đầu tiên bởi Trung tâm Y khoa Đại học Vanderbilt. AstraZeneca nói hỗn hợp này giảm 77% nguy cơ phát triển COVID-19 có triệu chứng. Hơn 75% những người tham gia cuộc nghiên cứu bị các căn bệnh mãn tính, trong đó một số còn liên hệ tới đáp ứng miễn dịch sụt giảm đối với vaccine. AstraZeneca nói, viễn ảnh mang tới một loại chữa trị mới để ngừa COVID có thể biến họ thành một nhà cung cấp cả vaccine và thuốc chống lại bệnh COVID. Hàng ngàn người Afghanistan, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, ngày 19 tháng 8, chầu trực bên ngoài sân bay Kabul chờ cơ hội tháo chạy khỏi Afghanistan vì đất nước đã nằm dưới sự kiểm soát của Taliban. Binh sĩ nổ súng để ngăn cản đám đông đang tuyệt vọng muốn rời khỏi Afghanistan. Các đoạn video cho thấy binh sĩ gần bức tường ở phi trường Kabul nổ súng vào dân địa phương, trong đó có người ẵm con trên tay tháo chạy giữa làn khói súng. Một quan chức Mỹ ngày 20 tháng 8 cho biết hiện có khoảng 5.800 binh sĩ Mỹ tại phi trường Kabul để giúp di tản, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã ra lệnh đưa khoảng 6.000 binh sĩ đến Kabul. Tốc độ mà các phần tử chủ chiến Hồi giáo Taliban chinh phục Afghanistan trong lúc binh sĩ Mỹ và binh sĩ nước ngoài hoàn tất việc rút quân khiến nhiều người kinh ngạc. Taliban kêu gọi đoàn kết trước buổi cầu nguyện ngày thứ Sáu 20 tháng 8, kêu gọi các giáo sĩ thuyết phục người dân chớ rời khỏi Afghanistan giữa những xáo trộn tại phi trường, những cuộc biểu tình và những báo cáo về bạo động. Hoa Kỳ ngày 19 tháng 8 đã di tản được khoảng 3.000 người từ sân bay Kabul của Afghanistan, theo Tòa Bạch Ốc cho hay. Thông cáo của Nhà Trắng hôm 20 tháng 8 nói trong số này có gần 350 người là công dân Mỹ. Hơn 18.000 người đã được máy bay di tản ra khỏi Kabul kể từ khi Taliban chiếm quyền kiểm soát thủ đô Afghanistan, theo một giới chức NATO cho biết ngày 20 tháng 8, và cam kết sẽ tăng gấp đôi nỗ lực di tản.
Đức điều 2 máy bay trực thăng tới Afghanistan để đón người di tản tại khu vực Kabul. Chỉ huy trưởng các lực lượng Đức, Đại tướng Eberhard Zorn tuyên bố tại Berlin rằng hai máy bay này sẽ bắt tay thực hiện nhiệm vụ di tản tại Kabul vào ngày 21 tháng 8, phối hợp với Mỹ. Trong khi đó, trung tâm của Tây Ban Nha tiếp nhận những người tị nạn Afghanistan từng làm việc cho các cơ quan của Liên hiệp châu Âu sẽ có sức chứa tới 1.000 người, theo Ngoại trưởng Tây Ban Nha loan báo ngày 20 tháng 8. Phát biểu trên đài RTVE, Ngoại trưởng José Manuel Álvarez nói trung tâm này sẽ là cửa khẩu để người tị nạn và gia đình đến EU. Những người đến trung tâm này được xét nghiệm COVID và sau đó sẽ được đưa đến các nước EU khác nhau, theo Bộ trưởng Di trú José Luis Escriva cho biết ngày 19 tháng 8. Thông tấn xã Afghanistan Ariana ngày 19 tháng 8 loan tin, một cầu thủ trong đội tuyển bóng đá quốc gia Afghanistan thiệt mạng tại phi trường Kabul hôm 16 tháng 8 khi rơi từ máy bay Mỹ xuống. Cầu thủ Zaki Anwari rơi từ chiếc Boeing C-17 của không lực Mỹ xuống đất. Tổng nha thể thao xác nhận tin này. Một số nước đồng minh NATO ngày 20 tháng 8 gây áp lực yêu cầu gia hạn thời điểm di tản người ra khỏi Kabul được vượt quá hạn chót mà Mỹ đề ra là cuối tháng 8 này vì có quá nhiều người đang tìm kiếm một hành lang an toàn sau khi Taliban chiếm quyền kiểm soát Afghanistan và nhiều người Afghanistan còn kẹt bên ngoài phi trường Kabul. Hàng ngàn người Afghanistan bị Taliban đe dọa và một số người nước ngoài đang nỗ lực chen chân vào phi trường Kabul để được quốc tế di tản. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho hay, nhiều nước trong số 30 nước thành viên NATO đã gửi máy bay tới di tản những người dễ bị tổn thương. Nhưng trớ trêu là trên các máy bay vẫn còn dư chỗ vì những xáo trộn bên ngoài phi trường. Ngoại trưởng Bỉ Sophie Wilms cho biết, chỉ có 16 trong số 450 người mà Bỉ tìm cách di tản tới được phi trường. Hơn 18.000 người đã rời khỏi Kabul kể từ khi Taliban chiếm thủ đô hôm 15 tháng 8, theo các quan chức NATO. Ông Stoltenberg, cựu thủ tướng Na Uy, cũng kêu gọi NATO phải giữ đoàn kết để chống lại những hành động hung hăng từ Nga và sự lớn mạnh của Trung Quốc. Sau gần hai thập niên, trong mùa hè này, NATO hoàn tất các cuộc hành quân tại Afghanistan và rút hầu hết binh sĩ ra khỏi nước này sau quyết định rút quân của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Liên minh NATO vẫn có đại diện ngoại giao tại Kabul. Có trụ sở tại Brussels, NATO cũng phục vụ như một diễn đàn để phối hợp các biện pháp quốc gia tại Afghanistan như là di tản công dân. Anh và các đồng minh NATO khác đã bắt đầu sơ tán công dân của họ ra khỏi Afghanistan hôm Chủ nhật 15 tháng 8, cùng với hàng trăm người Afghanistan làm việc cho họ. Các đồng minh NATO tham gia cuộc chiến Afghanistan do Mỹ dẫn đầu vào năm 2001. NATO nắm quyền kiểm soát lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế ở Afghanistan hai năm sau đó. Cùng với những tổn thất của Mỹ, hàng trăm binh sĩ NATO cũng đã thiệt mạng trong hai thập niên xung đột. Trong một cuộc họp báo ngày 17 tháng 8, Tổng thư ký NATO đổ lỗi cho giới lãnh đạo Afghanistan về việc đầu hàng Taliban. Cuối cùng thì giới lãnh đạo Afghanistan đã thất bại trong việc chống lại Taliban và tìm một giải pháp hòa bình mà người dân Afghanistan vô cùng mong muốn. Việc không đạt được giải pháp đó có thể gây ra những tác động lớn hơn đối với NATO, theo lời nhà phân tích Natasha Lindstedt. Tôi nghĩ NATO có thể quay lại với những mục tiêu hạn chế hơn, chỉ cố gắng duy trì sự ổn định và răn đe thay vì can thiệp lớn như thế này. Bộ trưởng Quốc phòng Anh quy trách nhiệm cho thỏa thuận năm 2020 của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump với Taliban dẫn đến việc sụp đổ chính quyền Afghanistan. Nó đã được đàm phán trực tiếp với Taliban mà không có sự tham gia của chính phủ Afghanistan. Nó đã làm suy yếu chính phủ ngày đó một cách nghiêm trọng. Với tư cách là các đối tác quốc tế, chúng tôi cảm thấy khó chịu vì phải xuất quân trong khuôn khổ của Hoa Kỳ đặt ra. Chúng tôi không triển khai quân đội đơn phương, cho nên khi Mỹ rút, chúng tôi cũng phải rút. Nhưng nhiều người cũng chỉ trích cách thức rút quân của Hoa Kỳ. Nó diễn ra rất đột ngột và không được phối hợp với nhau, và không có nhiều sự tham vấn từ Biden và chính quyền của ông ấy với các đồng minh NATO. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo sự sụp đổ của chính quyền Afghanistan sẽ gây ra những hậu quả to lớn cho toàn bộ cộng đồng quốc tế.
Các nhóm khủng bố hiện diện ở Afghanistan và lợi dụng tình hình bất ổn. Mối đe dọa đó vượt ra ngoài khu vực và có tác động đến cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu, theo lời các nhà phân tích. Tôi nghĩ chắc chắn sẽ có một luồng sinh khí mới thổi đến các chiến binh thành chiến trên khắp thế giới. Họ sẽ nghĩ rằng chiến thắng là điều có thể đạt được, rằng đây không phải là một cuộc chiến tranh vô vọng. Hãy tiếp tục chiến đấu, giữ vững niềm tin của mình và 20 năm sau ta có thể chiến thắng cuộc chiến này. Và tôi nghĩ rằng lối suy nghĩ đó sẽ giúp họ vực dậy một thời gian trong tương lai. Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng cảnh báo về một làn sóng tị nạn Afghanistan mới. Hàng ngàn người tị nạn Afghanistan vẫn mắc kẹt trên đảo Lesbos của Hy Lạp. Họ đã biểu tình hôm 16 tháng 8 chống lại sự chiếm quyền của Taliban. Điều gì sẽ xảy ra ở Afghanistan giờ đây cho thế hệ trẻ, cho trẻ em, vì quyền của phụ nữ, mọi thứ đều bị Taliban phá hủy. Những câu hỏi vẫn chưa được giải đáp khi các quốc gia phương Tây vội vã rời đi và Taliban chiếm lại quyền lực ở Afghanistan. Haji có thể ở đây, hoặc ở đây. Anh ấy đi từ thành phố này đến thành phố khác để tránh bị Taliban làm hại. Suốt 11 năm trời, anh làm phiên dịch cho lực lượng đặc nhiệm Mỹ, vào sinh ra tử trên khắp Afghanistan. Đó là những gì anh chia sẻ với VOA qua Skype. Tỉnh Lugar và Kabul, rất nhiều nơi khác như Rajasthan, Khulna, tỉnh Nangarhar. Haji là tên giả mà chúng tôi sử dụng để giấu danh tính của anh. Người đàn ông này đã nhiều lần được vinh danh vì những vết thương anh gặp phải do dính mảnh đạn và vì đã cứu sống hai đại úy lục quân. Họ cứu tôi cứu họ, bởi chúng tôi là đồng đội. Vào năm 2010, Taliban bắt cóc con trai 9 tuổi của Haji và đòi tiền chuộc chỉ vì anh làm cho Mỹ. Họ biết tôi đang hợp tác với quân Mỹ. Họ nói, chúng nó là những kẻ vô đạo và mày cũng thế, bởi mày làm việc với chúng nó và mày hỗ trợ chúng nó rất nhiệt tình. Cảnh sát Afghanistan đã giải cứu con trai anh một vài tuần sau đó trong một cuộc đấu súng với những kẻ bắt cóc. Anh nói, chúng đã giết chết đứa lớn nhà anh vài tháng trước đây. Giờ thì Haji đang cố gắng giữ lấy mạng sống của mình sau khi nhận được những cú điện thoại đe dọa từ Taliban. Chúng bảo đã biết nơi tôi ở, chúng đang tìm tới tôi. Haji nộp đơn xin visa định cư đặc biệt, hay còn gọi là SIV, hơn 3 năm trước. Đại sứ quán nói với anh rằng hồ sơ đang bị tắc. Và đây là những gì Tổng thống Biden nói về những phiên dịch viên giống như Haji. Nếu các bạn muốn, nước Mỹ sẽ là nhà của các bạn. Chúng tôi sẽ ở bên các bạn giống như cách mà các bạn từng sát cánh với chúng tôi. Ismail Khan tới Mỹ theo diện visa SIV 7 năm trước đây. Anh là đồng nghiệp của Haji, người mà anh gọi với cái tên GPS, khi trao đổi với VOA qua Skype. He knew where to go, route to take, what would be the... Anh ấy biết nơi mình cần đến, con đường nào nên đi, điều gì sẽ dễ dàng nhất, nơi nào mà bọn chúng có thể phục kích, để đảm bảo rằng chúng tôi luôn cảnh giác. Anh ấy thử tất cả mọi thứ để đảm bảo rằng nhóm của anh ấy sống sót và hoàn thành nhiệm vụ. And be successful. Nhưng giờ Khan đang lo lắng cho số phận đồng nghiệp của mình. They are after him. Chúng đang tìm anh ấy. Anh ấy sẽ bị giết nếu không trốn đi. Get out. Những người tham gia hỗ trợ người Mỹ thường xuyên biểu tình tại Afghanistan để đòi hỏi một đường thoát an toàn. Kể từ tháng Giêng, chính quyền Biden đã chuyển thuận 2.500 visa đặc biệt cho những người Afghanistan hỗ trợ quân đội và 1.000 người giống như Khan để họ có thể định cư tại Mỹ. Tuy nhiên, vẫn còn có rất nhiều người bị kẹt lại, trong đó có một người mà chúng tôi gọi là James. Đơn xin visa đặc biệt của James đã bị từ chối bởi anh không thể cung cấp giấy tờ chứng minh công việc của mình. Thực sự rất đáng sợ bởi những tay Taliban tàn bạo sẽ không bao giờ bỏ qua cho chúng tôi. James nói với VOA rằng nỗi sợ cho tính mạng của mình, của gia đình, khiến anh mất ngủ mỗi đêm. Và giống như Haji, anh lo ngại trước viễn cảnh quân đội Mỹ sẽ rút đi hoàn toàn sau ngày 31 tháng 8. Cuộc chiến dài nhất của Hoa Kỳ đang dần tiến tới hồi kết trong sự hỗn loạn và lo sợ khi mà phiến quân Taliban đã kiểm soát thủ đô của Afghanistan, buộc Mỹ phải sơ tán nhân viên đại sứ quán, cũng như nhiều người dân Afghanistan phải đưa ra những lựa chọn chẳng đặng đừng, đầy nguy hiểm nhằm rời khỏi đất nước. Bất chấp thực tế này, Tổng thống Hoa Kỳ cho biết
Ông không hối tiếc vì quyết định rút quân Mỹ trở về nước. The truth is, this did unfold more quickly than we had anticipated. So what's happened? Thực tế là sự việc diễn ra nhanh hơn nhiều so với những gì chúng tôi dự liệu. Vậy điều gì đã diễn ra? Các vị lãnh đạo chính trị của Afghanistan đã bỏ cuộc và tháo chạy khỏi đất nước. Quân đội Afghan dã đám, đôi khi còn không thèm cố gắng chiến đấu. Những diễn biến trong tuần qua chỉ củng cố thêm một điều rằng chấm dứt sự can thiệp quân sự của Mỹ tại Afghanistan là một quyết định đúng đắn. Binh sĩ Mỹ không thể và không nên bị đẩy vào một cuộc nội chiến và chết trong một cuộc chiến mà lực lượng Afghan không có ý định chiến đấu cho chính họ. Các nhà lập pháp từ cả hai đảng đã nhanh chóng lên án Biden vì đã không tiên liệu được tốc độ sụp đổ của chính quyền Afghan, cũng như những tổn hại khả dĩ đối với uy tín của Mỹ trên trường quốc tế. This will be a permanent scar on the Biden administration's presidency. Đây sẽ là vết nhơ muôn đời cho nhiệm kỳ tổng thống của chính quyền Biden. Nó không có nghĩa đây là nhiệm kỳ thất bại của ông ấy. Nó cũng không có nghĩa là phần lớn người dân sẽ không chấp nhận sự thật rằng việc rút quân là không thể tránh khỏi và là một quyết định đúng. Trong bối cảnh Taliban chiếm quyền cai trị Afghanistan, các nhà phân tích cho rằng Hoa Kỳ vẫn còn nắm được con bài kinh tế khi mà quốc gia Trung Á này vốn phụ thuộc vào viện trợ quốc tế, cũng như những chiến dịch chống khủng bố truyền thống. Giờ đây, chúng ta có thể buộc Taliban hiểu rõ một điều rằng nếu bọn chúng lại chưa chấp Al-Qaeda hay ISIS hay có những hành vi kỳ thị nữ giới, chia rẽ sắc tộc một cách tệ hại hoặc trả thù tàn bạo người dân Afghan, thì chúng ta sẽ có phương án đối phó. Chúng ta có những lá bài quân sự có thể khiến chúng phải trả giá đắt. Tuy nhiên, mới đây, Bộ Ngoại giao Mỹ đã xác nhận rằng đã rút toàn bộ nhân sự ra khỏi Đại sứ quán Mỹ tại Kabul. Trong khi đó, Lầu Năm Góc cho biết 2.500 lính Mỹ đang hỗ trợ những nỗ lực cứu người, trong đó bao gồm hàng ngàn đồng minh người Afghan, những người đã giúp đỡ nước Mỹ nhưng vẫn đang phải đợi được cấp visa để rời Afghanistan, tránh khỏi số phận bị tra tấn, thậm chí là bị giết dưới tay Taliban. The US military remained focused. Quân đội Hoa Kỳ tiếp tục dồn sức vào nhiệm vụ hiện tại, đưa công dân Mỹ và những người có visa di dân đặc biệt và cả những người Afghanistan đang gặp nguy hiểm rời đất nước này nhanh và an toàn hết mức có thể. Đây là một cái kết đầy bất trắc cho một cuộc chiến vốn đã ngốn hàng ngàn tỷ đô la của Hoa Kỳ, nhưng lại không có một định nghĩa rõ ràng thế nào là chiến thắng. Tôi không muốn lặp lại những sai lầm trong quá khứ, sai lầm khi chúng ta ở lại, tham gia một cuộc chiến không hồi kết mà không mang lại lợi ích quốc gia cho Mỹ, sai lầm khi chúng ta lao vào một cuộc nội chiến ở nước ngoài hay cố gắng xây dựng lại một đất nước thông qua sự hiện diện chẳng biết đến khi nào kết thúc của quân đội Mỹ. Kể từ năm 2001, bốn đời Tổng thống Mỹ, hai Dân Chủ, hai Cộng Hòa đã gặp vô vàn khó khăn khi nỗ lực triệt tiêu tầm ảnh hưởng của Taliban tại Afghanistan. Tổng thống Biden khẳng định, ông sẽ không để trách nhiệm chấm dứt cuộc chiến dài nhất trong lịch sử Hoa Kỳ cho vị Tổng tư lệnh thứ 5. Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mời quý vị truy cập thông tin thường xuyên trên website voatiengviet.com, Facebook và Instagram VOA Tiếng Việt, YouTube VOA Tiếng Việt Video. Trà My xin trân trọng cảm ơn và xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.